Vâng, xin chào các bác, đến với kênh xe đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe touring. Đây là một dòng xe touring cao cấp nhất của dòng Gian XKSL. Đây chiếc là Gian XKSL1. Được trang bị cấu hình của Alivio và bộ phanh đĩa dầu thủy lực. Đây là một dòng xe touring đường phố bán rất chạy tại cửa anh em các bác nhé. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe Gian XKSL1. Lần này em về với tông màu xanh. Sẽ lướt qua hình thức các bác đánh giá về hình thức chiếc xe. Nước sơn còn rất là mới thôi nhé. Hình thức em đánh giá khá tốt. Đây có một vết sức nhẹ. Còn đâu thì hình thức xe lớp sơn còn rất sáng và bóng. Xe đi dơm sườn các bác nhé. Với mẫu xe touring Gianni XKSL1 này thì các bác có thể đi đường phố, đi thể thao đường phố. Cọc yên và yên nguyên zin của hãng Gian các bác nhé, nguyên zin của hãng Gian đây, yên rất là mới các bác nhé, yên hình thức rất tốt. Trên khung xe có ghi mã QR code chính hãng, có dán một chiếc QR code đây. Và đi cùng với thương hiệu Gian thì là công nghệ làm khung alloy. Và đây là alloy SL Superlight siêu nhẹ, cao cấp hơn alloy thông thường, độ xe nhẹ hơn và bền hơn. Đây cũng là một công nghệ làm nhôm nổi tiếng của Gian mà em giới thiệu những video trước rất là nhiều. Xe được trang bị với 9 tầng lip, lip của Shimano các bác nhé, các bạn để thấy Shimano đây. Và củ đề của Shimano Alivio với 9 tốc độ. Với bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Đùi đĩa của Shimano các bác nhé, đồng bộ theo xe. Và gạt đĩa của Alivio. Trên khung xe một số cái tem có ghi size S và số 1 là Gian XKSL1 thôi nhé. Các bạn đã theo dõi kênh của em thì không quá xa lạ với dòng Gian XKSL1 đấy rồi. Đây là một mẫu touring cao cấp của hãng Gian. Đây là một cuối cùng của hãng về dòng XKSL. Xe được trang bị bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano Alivio, 9 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa cho xe 27 tốc độ các bác thay đổi. Phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Gian các bác nhé, hãng Gian. Và bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano. Phanh đĩa dầu thủy lực càng nhôm nữa nhé, càng nhôm rất là nhẹ. Đây là một cao su của hãng Gian, tất cả đồ đều nguyên zin. Vành của Gian luôn, nguyên bản theo xe. Lốp Kenda.
Và thông số vành lốp là 700 x 28C, cỡ vành 700. Và lốp là 28. Cỡ lốp rất cơ bản của dòng xe touring đường phố. Và bây giờ em sẽ vào đo chiều cao xoay đứng của xe. Xe có xoay đứng là 48, 47. Và ngang là 53. Chiều cao từ 1m6 đến 1m7 đi vào chiếc xe này. Với 9 tầng lip. Cổ đề của Shimano Aligio. Lip của Shimano các bác nhé. Xuống lip rất tốt. Thì tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng, đùi đĩa của Shimano, gạt đĩa của Aligio lên đĩa. Vâng, thì nó rất tốt. Xe cao cấp, phòng xe touring cao cấp của Zanike BL. Vâng, em vừa đánh giá trong chiếc xe touring đường phố Zanike BL 1. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 9 triệu rưỡi, miễn phí ship toàn quốc đối với những mã chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đạp có tại cửa hàng em. Xin chào các bạn theo dõi video.